Nhờ các yếu tố chăm sóc hợp lý, phong lan phát triển và ra hoa tự nhiên, không phá vỡ cấu trúc của cây. Nhờ vậy, vườn hoa phong lan của anh được giới chơi lan trả giá rất cao, thu nhập bình quân một năm vào khoảng 300 triệu đồng. Khách hàng mà anh hướng đến là những người thực sự yêu lan và hiểu giá trị thật của lan. Hiện nay, vườn lan của anh Đặng Văn Oanh là địa chỉ quen thuộc trên mạng xã hội của những người yêu, chơi lan và muốn tìm mua lan rừng. Anh Oanh cho biết thêm, lan rừng rất cuốn hút, trong hàng ngàn loài hoa anh có, mỗi loài có một vẻ đẹp riêng. Để thỏa niềm đam mê, với hơn 40 người cùng chơi lan trong huyện, anh có ý tưởng là thành lập câu lạc bộ lan rừng Lâm Hà để cùng trao đổi kinh nghiệm, chỉ nhau cách chăm sóc và trao đổi những giống lan quý. Hiện các chậu lan để bán Tết đang được chăm sóc tỉ mỉ để cho hoa đẹp nhất vào đúng dịp Tết Nguyên Đán.